Ngọc Anh ơi, chị còn nấu cho em một ít cháo rồi đây, dễ ăn nhá. Mệt lắm đúng không? Cháo nhạt thế này làm sao mà tôi ăn được? Dở còn hơn cái cháo ăn liền. Tóm lại là chị có biết chăm người ốm không đấy? Đừng một cái đồ vô trách nhiệm. Chị là chị dâu của em chứ không phải là bảo mẫu của em. Chị nấu cháo giúp em, chăm sóc em trong lúc mà em bị bệnh, đấy là bởi vì tình cảm chị em của mình chứ cũng không phải là nghĩa vụ của chị đâu. Em không muốn ăn thì thôi, tại sao lại cư xử như thế? Thì sao? Anh tôi là chủ cái nhà này, chị phải chăm sóc tôi là chuyện thường tình thôi. Đi ra ngoài nấu bát cháo khác cho tôi đi. Em muốn ăn thì tự đi mà nấu. Còn sao nữa? Ở đây cô là người ngoài, còn nó là em gái tôi. Cô còn tiếp tục mắng chửi nó thì đừng có trách tôi ác. Người ngoài á? Em là em dâu của anh, là vợ của anh Hiếu, em trai của anh đây. Nếu mà anh đã coi em là người ngoài thì anh tự đi mà chăm sóc, em không làm nữa đâu. Ây chà, cô đang hỗn láo với ai đấy à? Em không hỗn láo, em nói sự thật thôi. Cho dù là anh trai ruột của em cũng không có đủ tư cách để đánh em đâu, chứ đừng nói chỉ là anh chồng. Này, chị phải chăm sóc tôi là lẽ đương nhiên thôi, có cần phải so đo thế không? Bị tát có một cái mà lại nhảy đau hết cả đầu. Thế để tôi tát cô một cái, xem là cô có so đo với tôi không nhá. Lúc mà tôi ốm ý, cô có chăm sóc tôi được ngày nào hay không? Đây là tôi đang làm ơn cho cô, chứ không phải là nghĩa vụ của tôi. Và lại, tôi cũng chỉ là người ngoài thôi mà. Nếu mà muốn chăm sóc, thì đưa tiền đây. Đã mệt rồi, nói nhiều thật sự luôn ý. Sao? Anh muốn đánh tôi nữa à? Tôi là em dâu của anh, chứ không phải là em gái ruột của anh đâu. Anh không có đủ tư cách để mà đánh tôi. Anh về rồi đấy. Em làm sao thế? Có chuyện gì em nói cho anh biết đi. Có phải em chịu ấm ức gì không? Ngoan, nói cho anh, xem ai dám bắt nạt em. Anh Quang và cả Ngọc Anh nữa. Ngọc Anh thì hất cháo lên người em, còn anh Quang thì vì bắt Ngọc Anh mà đánh em. Từ ngày mà tập đoàn PJ phá sản, em chỉ có ở nhà nội trợ thôi. Mọi người ở trong nhà của anh, ai cũng đã trở mặt, đều coi thường em hết. Khổ thân vợ anh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em đến tập đoàn ABA làm đi. Anh là chủ tịch, anh sẽ sắp xếp công việc cho em một cách ổn thỏa. Tập đoàn PJ là tâm huyết của em. Cho dù bây giờ em không phải là chủ tịch nữa, nhưng mà em vẫn hy vọng một ngày nào đó em có thể vực nó dậy. Chẳng qua là bây giờ em đang cảm thấy là hơi khó khăn thôi. Chuyện của anh Quang và Ngọc anh nhất định sẽ nói rõ ràng và lấy lại công bằng cho em. Em đừng lo, anh sẽ tìm cách tách riêng ra, em sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Cảm ơn chồng. Nếu mà không có anh ở bên cạnh em khoảng thời gian này, thật sự là em không biết phải vượt qua nó như nào nữa. Tại sao cùng là phụ nữ mà cái mi nó tốt số thế nhở? Lão qua nhà mình không những gia trưởng bạo lực lại còn vô tâm. Ngoài ra chả được cái gì cả. Hiếu còn là chủ tịch tập đoàn ABA nữa. Biết thế, ngày xưa chả cưới lão Quang. Thím My, thím có thấy hai cây vàng tôi để trong tủ đâu không? Dạ không ạ, vàng của chị cất trong tủ làm sao mà em thấy được? Không thấy à? Cả cái nhà này ai cũng đi làm hết, có mỗi thím vô công rồi nghề nằm ở nhà chơi thôi. Thím không thấy thì còn ai thấy nữa? Chị buồn cười nhở, em ở nhà dọn nhà thì cũng chỉ dọn rác thôi, chứ ai lại đi dọn vàng của chị được.
chị nói chuyện thì cũng phải biết phải trái đúng sai chứ ạ. Ai mà biết được. Bây giờ tôi mất hai cây vàng, nhà này không thím lấy thì còn ai lấy? Chị Phương Anh à, chị nói chuyện thì cũng phải có chứng cứ chứ. Từ nay đến giờ chị cứ đổ oan cho em là em lấy vàng của chị, thế bằng chứng đâu ạ? Bằng chứng cái gì? Thím đừng có mà mồm điêu nhá. Chỉ có thím suốt ngày ra ra vào vào phòng vợ chồng tôi. Cái Ngọc Anh thì nó đi làm cả ngày rồi. Chú Hiếu với cả anh Quang ấy thì cũng bận nhiều chuyện, tôi cũng đâu có rảnh rỗi. Ngoài thím ra thì còn ai vào đây nữa? Chị thử nhớ lại xem là chị có để ở đâu không ạ? Nếu mà chị không có bằng chứng, chị cứ vu vạ cho em thế này, em sẽ kiện chị tội vu khống đấy ạ. Con kia, tao không có ở nhà, mày đang bắt nạt chị dâu mày đấy ạ. Anh Quang, nó ăn cắp vàng của mình nhưng mà nó không chịu nhận đấy. Chị thôi đi, cái con mắt nào của chị thấy tôi ăn cắp vàng của chị mà chị cứ la làng lên từ nãy đến giờ thế. Này, có phải tại công ty mày phá sản nên là mày ăn cắp để bù lỗ đúng không? Đúng là cái loại ngu dốt lại còn bày đặt kinh doanh. Tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm sức khỏe của tôi, anh cứ chờ đấy. Ai cho chị kiện anh Quang? Tôi làm chứng là chị ăn cắp, anh Quang không làm gì chị cả. Các người được lắm, cả nhà hùa với nhau để mà bắt nạt tôi. Chuyện này chưa xong đâu, các người cứ chờ đấy. Nhà này không có cửa cho mày đâu, cút. Nhà này là nhà của tôi và anh Hiếu cùng mua. Nếu mà có cút thì các người mới là người phải cút đấy. Tôi là chủ nhà, còn các người chỉ là một đám đến đây để mà ăn nhờ đậu thôi. Hỗn láo! Tôi còn chưa lấy tiền thuê nhà của các người là còn may lắm rồi đây. Ok, mày đứng lại. Đúng là cái đứa mất dạy. Nhà tao vô phúc đi có đứa em dâu như mày. Mi đâu nhỉ? Sao cửa phòng lại khóa thế này? Mi ơi! Mi ơi, mở cửa cho anh nào. Mi, em làm sao thế? Em không được khỏe à? Anh Quang đánh em. Cái gì? Anh Quang lại đánh em á? Chị Phương Anh vu vạ cho em là em ăn cắp vàng của chị ấy. Cả nhà hùa vào để nói xấu, mắng chửi em. Mọi người bảo là em lấy tiền để bù lỗ cho tập đoàn BJ. Cả nhà còn muốn đuổi em ra khỏi căn nhà này nữa. Cái nhà này không ai xem chúng ta ra gì nữa rồi. Em đi ra đây với anh. Thôi, em không muốn đi nữa đâu. Em không muốn cãi nhau với mọi người nữa. Em đi với anh, anh sẽ bảo vệ em. Anh phải nói một lần cho rõ, em được anh cứ hỏi về đàng hoàng, không thể để họ tùy tiện bắt nạt như vậy được. Cụ cái pha xuống láo nháo, tặng vợ lùng. Julie, lên xe. Buồn cười anh à? Em xuống đây với anh. Tại sao các người lại đối xử với vợ tôi như vậy? Anh Hiếu ơi, anh đừng có nghe chị ta kích đểu. Tại chị ta xấu tính, hỗn láo, ích kỷ với cả ăn cắp vặt ấy, nên là anh Quang mới dạy dỗ thế đó. Mày đừng có hỗn. Mi là chị dâu của mày, mày phải tôn trọng chứ. Mi không có nghĩa vụ phải chăm sóc và làm hài lòng mày. Sau này mày đi lấy chồng, nếu mày bị nhà chồng đối xử với mày như thế thì mày nghĩ thế nào? Mày xem lại bản thân mày đi. Thế còn tao thì sao? Vợ mày nó dám hỗn láo với tao đấy. Hỗn láo với anh à? Hay là anh dở thói ra trưởng, hở tí ra là động tay chân với vợ tôi? Tôi nói cho các người biết, chuyện còn chưa rõ ràng mà các người đã vu khống cho vợ tôi, tôi không để yên đâu. Chú Hiếu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cần gì phải lớn tiếng thế? Từ từ mà nói à? Thế lúc chị vu khống cho vợ tôi, chị có từ từ mà nói không? Các người đừng quên, gia đình này nợ Mi rất nhiều. Vì sao tập đoàn PJ phá sản, các người quên rồi à? Thế thì để tôi nhắc cho các người nhớ. Chị Mi, khách hàng này quá đáng thật đấy. Sao thế? Hôm nay em đi gặp khách hàng thế nào rồi? Chả ra làm sao cả, khách hàng không chuyên nghiệp, em mắng cho một trận rồi. Trời ơi, sao em lại...
Alo ạ. Dạ, sao cơ ạ? Bên của em đổi nguyên vật liệu mà không thông báo trước ấy ạ. À, dạ em nghĩ là có hiểu nhầm ở đây rồi. Em đã nhờ trợ lý của em là Ngọc Anh đến tận nơi để thông báo rồi mà. Còn gửi cả mẫu mới nữa. Anh kiểm tra lại giúp em nhé. Có tí vậy thôi cũng khó khăn nữa. Cái nào chẳng như nhau. Em yên lặng cho chị làm việc với khách hàng. Dạ vâng ạ. Anh nói sao cơ ạ? Ngọc Anh chưa từng đến ấy ạ? À, dạ chuyện này anh đợi em một chút, em sẽ kiểm tra lại ạ. À, anh ơi, có gì anh từ từ ạ. Dạ chuyện bồi thường. Alo, alo ạ. Ngọc Anh, chị giao cho em nhiệm vụ là gửi mẫu vật liệu mới cho khách hàng đến tận nơi để thông báo thay đổi. Em đã làm chưa? Thứ nào chả giống nhau, lắm chuyện. Em phải tôn trọng khách hàng, tôn trọng doanh nghiệp. Đấy là việc chị giao cơ mà. Bây giờ bên của mình thay đổi nguyên vật liệu mà không thông báo trước với các khách hàng, như thế là vi phạm hợp đồng rồi. Bây giờ người ta đang bắt phải bồi thường đấy. Bồi thường thì bồi thường, có cái gì đâu. Mấy chục tỷ mà em coi như là bình thường như thế à? Em có đền nổi không? Không. Thế tập đoàn của chị thì chị đi mà đền chứ, liên quan gì đến em? Em... Tại sao em lại có lối hành xử vô trách nhiệm như thế nhở? Em nghỉ việc đi, tập đoàn này không chứa nổi em đâu. Ơ, này, chị là chị dâu tôi đấy. Chị không bênh vực bảo vệ tôi thì thôi, lại còn đuổi tôi à? Ok, đuổi thì nghỉ, làm như báu lắm đấy. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cổ trong này nữa. Tức chết đi được mà. Tại sao lúc đấy mình lại cả nể nhà chồng, nhận nó vào làm gì không biết nữa. Ôi trời ơi. Anh Long, sao anh lại đến đây ạ? Mà mặt của anh bị làm sao thế này ạ? Cô còn hỏi nữa à? Bảo vệ tập đoàn của cô không chịu mở cửa xe cho khách. Tôi phàn nàn để anh ta dở thói côn đồ đánh tôi. Ôi trời ơi, tại sao lại có chuyện như thế xảy ra được ạ? Tôi vừa xuất viện về đây, tôi sẽ gửi biên lai viện phí cho cô, rồi tôi sẽ kiện tập đoàn của cô vì tội hành hung người khác. Dạ, em xin lỗi anh rất nhiều, mong là anh hãy bình tĩnh lại. Bây giờ em sẽ gọi bảo vệ lên đây để xử lý ạ. Được. Ngày hôm nay, cô mà không xử lý hợp tình hợp lễ, tôi sẽ cho truyền thông làm dùng beng lên, biết chưa? Dạ vâng, anh đợi em một chút ạ. Alo, anh Quang ạ. Anh lên phòng chủ tịch gặp em một chút nhé. Vâng. Gọi anh có chuyện gì đấy? Anh Quang, tại sao anh lại đánh khách hàng của tập đoàn ạ? À, em nói cái thằng này á. Thằng này nó bố láo lắm. Anh là bảo an chứ không phải cu li nhà nó đâu. Mà nó đến nó bắt anh phải mở cửa đón nó. Nhưng mà đấy là trách nhiệm của bảo an tòa nhà mà anh. Trách nhiệm cái gì? Tôi không bao giờ làm mấy cái chuyện hèn hạ như thế. Này, thế anh không nói chuyện được hay sao? Mà anh phải động tay động chân. Tập đoàn PJ lớn như thế này mà toàn chưa chấp cái lũ côn đồ. Này, cái thằng mặt chuột kẹp kia, mày bảo ai côn đồ đấy? Thôi đủ rồi đấy. Anh Quang, anh nghỉ việc đi, công việc này không phù hợp với anh đâu. Được. Em dâu mà dám đuổi việc anh chồng à? Cứ đợi đấy. Đấy đấy, cô xem lại thái độ nhân viên của cô đi. Tôi sẽ kiện, sẽ khiếu nại và buộc tập đoàn PJ phải bồi thường tổn thất cho tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu như anh ta còn không xin lỗi tôi sẽ chơi bài truyền thông, đánh sập cái tập đoàn này của cô. Chuyện này chưa xong đâu. Trời đất ơi. Em nghỉ ngơi chút đi, em đã thức mấy hôm nay rồi. Anh một món em thích này. Nhìn tâm huyết của mình tan thành mây khói, em chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa. Nhưng em cũng phải ăn uống gì đi chứ, còn nước thì còn tát mà. Hiện tại khách hàng thì đòi bồi thường, cổ phiếu của tập đoàn PJ thì sụt giảm, đối tác cũng không muốn hợp tác với chúng ta nữa. Tập đoàn PJ sắp phá sản rồi anh ạ.
Tất cả là tại anh. Nếu anh không nhờ em đào tạo Ngọc Anh và giúp đỡ anh Quang thì chắc em đã không gặp rắc rối như thế này. Cũng là do bản thân của em mềm lòng thôi. Em đừng lo, còn có anh ở đây. Anh sẽ đầu tư vào tập đoàn PJ để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không, anh đừng có làm như vậy. Em không muốn cầm tiền của anh đâu. Em không muốn làm liên lụy đến anh. Chúng ta là vợ chồng mà, sao em có thể nói như thế được? Vì là vợ chồng nên em càng không muốn anh phải hy sinh vì em. Anh hiểu không? Mọi người nhận lòng tốt của My, sau đó lại vô trách nhiệm, hại cô ấy lao đao, khiến cô ấy phải gồng gánh, hứng chịu mọi thứ một mình. Cũng không ai đền bù cho cô ấy một xu nào cả. Nếu đổi lại là các người, liệu các người có thể cư xử tử tế được như My không? Anh, chuyện này qua lâu rồi, anh nhắc lại là cái gì nữa? Nếu anh không nhắc thì mày sẽ quên mất. Chính mày góp phần làm sụp đổ tập đoàn của My đấy. Hiếu, sao mày cứ bênh người ngoài là thế nào hả? Chị Phương Anh, chị nghe thấy rồi đấy. Trong lòng anh trai tôi, chị cũng chỉ là người ngoài thôi. Quang, anh có ý gì đấy? Anh cũng chỉ nói thế thôi chứ có ý gì? Nếu anh coi cô ấy là người ngoài, vậy thì đền bù cho cô ấy mười mấy tỷ. Mà anh và Ngọc Anh làm thiệt hại của tập đoàn PJ đi. Cả tiền thuê nhà nữa. Nhà này một nửa là của My. Ngay bây giờ, các người dọn ra ngoài cho tôi. Chúng tôi không chào đón các người ở đây. Hiếu, chú nói cái gì vậy? Sao chú lại đuổi anh chị ra ngoài lúc nửa đêm thế này? Anh tôi xem vợ tôi như người ngoài thì tôi cũng chỉ xem chị như người ngoài thôi. Chị không có quyền lên tiếng. Mời ba người đi cho. Mọi chuyện ổn cả rồi, không sao cả. Thật lòng, em không muốn nhìn thấy anh và người nhà của anh lại đối xử với nhau như vậy đâu. Không ai mong muốn cả. Tuy là hơi tàn nhẫn, nhưng phải làm sao cho họ thấy được đúng sai. Không khí hôm nay thích thật đấy anh ạ. Con bé này thất nghiệp, lại còn đang đi thuê trọ nữa. Sao nhìn nó có vẻ rủ rỉnh thế nhỉ? Hay là mình đi theo nó xem sao hả anh? Ngọc Anh đi vào tiệm vàng. Anh, có khi nào số vàng mà chị Phương Anh bị mất có liên quan gì đến Ngọc Anh không ạ? Cuối cùng thì tao cũng tìm được mày rồi. Ôi, anh. Mày dám cắm sừng tao à? Đi! Alo, chị Phương Anh à? Tôi tìm được thế vàng cho chị rồi đây. Bây giờ tôi sẽ gửi định vị. Chị qua luôn nhá. Em cứ kệ nó. Anh Hiếu, tại sao anh không bảo vệ em? Tự làm thì tự chịu đi. Các người là ai? Tôi là chị dâu Ngọc Anh. Còn đây là anh trai ruột của cô ấy. Có gì thì anh cứ từ từ nói chuyện, đừng có mà động tay động chân nữa. Thế à? Thế thì dạy dỗ lại con em gái của cô đi. Tôi đã đang bao nuôi nó rồi, nhưng nó vẫn đi ve vãn thằng khác. Đúng là đồ đàn bà lăng loạn. Ngọc Anh, đau lắm đúng không? Đâu, đâu, vàng của chị đâu? Chị hỏi Ngọc Anh là sẽ rõ. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Em lỡ chốt dạ rồi. Mày, đồ tham lam. Tại sao mày lại có thể làm ra chuyện này hả? Anh Hiếu, anh giúp em đi. Việc này em tự làm thì em hãy tự chịu đi. Trước đây anh chị đã giúp đỡ em nhiều rồi. Việc lần này anh chị sẽ không giúp nữa đâu.
Đi về. Về tao cho mày một trận. Em cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em. Anh là chồng của em mà. Chúng ta về thôi.